Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang ngày càng mạnh mẽ, trong đó độ phủ sóng của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua sắm đang dần trở nên phổ biến và được đông đảo người dân ưu tiên lựa chọn, từng bước hình thành thói quen người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn. Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác này đang góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng suất lao động, giảm các thủ tục hành chính, giảm thao tác thủ tục công, giảm áp lực công việc cho công chức. Thanh toán các lệ phí trong giao dịch thủ tục hành chính không dùng tiền mặt là một dịch vụ tài chính số cũng đang được các đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai. Qua đó đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Tại thành phố Hạ Long, để tạo thuận lợi cho người dân, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện hiệu quả việc thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tính trong năm 2023, đã có gần 2,2 tỷ đồng lệ phí thủ tục hành chính thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có 82 triệu đồng qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tôi đến đây để thực hiện nộp thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì như trước đây thì sau khi mà có thông báo nộp lệ phí thì tôi phải ra ngân hàng để nộp và rồi lại quay lại đây lấy kết quả, như thế rất mất thời gian. Và từ ngày có cái Cổng Dịch vụ Công Quốc gia này thì tôi đã được các cán bộ ở đây hướng dẫn nộp trực tuyến và rất là thuận tiện. Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long cũng chủ động kết nối với các ngân hàng cung cấp các kênh thanh toán như quét mã QR code, quẹt thẻ qua máy POS, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn có thêm nhiều lựa chọn phương thức thanh toán phí lệ phí dịch vụ công không cần sử dụng tiền mặt, giúp giảm chi phí đi lại và đáp ứng được yêu cầu thanh toán trực tuyến trong việc cung cấp dịch vụ công mức trực tuyến toàn trình. Thời gian tới thì đối với Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn và tuyên truyền đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện tất cả các khoản nộp và thu qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến, và hai nữa là hướng dẫn người dân là tạo các cái tài khoản dịch vụ công và tuyên truyền đối với người dân là cấp cái chữ ký số miễn phí cho tất cả các công dân tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long. Cùng với Trung tâm Hành chính công, tại phường Trần Hưng Đạo thời gian qua, phường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với việc không thanh toán bằng tiền mặt để thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Chỉ với thao tác đơn giản, người dân có thể thanh toán phí lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, từ đó giúp tiết kiệm được thời gian. Tôi đến đây làm thủ tục hành chính. Và việc thanh toán bằng quét mã QR thì tôi cảm thấy rất là hài lòng, nhanh gọn và bớt được nhiều những cái thủ tục khác. Và tôi cũng không phải mang theo tiền, theo người nữa thì đảm bảo được sự an toàn. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 88% số hộ kinh doanh trong chợ, 98% số cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, siêu thị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện 100% trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận một cửa hiện đại cấp phường, xã đã chủ động ký kết hợp đồng với các ngân hàng trên địa bàn cung cấp các kênh thanh toán. Bên cạnh đó, phân công cán bộ công chức thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân khi đến làm thủ tục. Đây là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Trong năm 2023, thu phí lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức không dùng tiền mặt đối với cấp tỉnh là gần 13,8 tỷ, đạt 91,9%. Cấp huyện đã thu trên 9,5 tỷ, đạt 96,8%. Cấp xã đã thu gần 4,8 tỷ, đạt 52,5%. Cùng với các đơn vị trong tỉnh, ngành y tế Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Tại khu vực khám bệnh của Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh, nếu như trước đây người bệnh và gia đình bệnh nhân phải xếp hàng, nhận số thứ tự khám bệnh và chờ nộp tiền dịch vụ khám bệnh. Trong trường hợp nhập viện, người dân phải xếp hàng, chờ nộp tiền tạm ứng viện phí. Khi ra viện, người dân cũng phải xếp hàng, chờ đến lượt thực hiện các thủ tục thanh toán viện phí, mất nhiều thời gian của người dân. Vì vậy, việc chuyển đổi số toàn diện, việc thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng,
Theo đó, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai. Công tác này ngay lập tức đã phát huy tác dụng, giúp người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi phải thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh. Tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy thì thấy bệnh viện triển khai cái thanh toán bằng mã QR và không sử dụng tiền mặt ấy, thì rất là tiện lợi cho những bệnh nhân không phải xếp hàng và tạo ra cái tính minh bạch cho tất cả mọi người. Thì tôi cảm thấy như thế rất là tiện lợi và yên tâm. Cùng với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông thường, thời gian vừa qua Bệnh viện Bãi Cháy là đơn vị y tế đầu tiên tại Quảng Ninh triển khai quét QR động trong thanh toán viện phí ngoại trú tại thời điểm này. Việc đưa vào triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt ngay tại phòng khám bằng mã QR động đã đem lại sự tiện lợi, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân khi thanh toán viện phí và các dịch vụ y tế. Với Bệnh viện Bãi Cháy thì nhận thức được cái tầm quan trọng, cái vai trò của cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, cái chuyển đổi số trong cái việc cải thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Thời gian tới, trên cơ sở cái kế thừa những cái nền tảng, cái kết quả chúng tôi đã đạt được thời gian qua, thì Bệnh viện Bãi Cháy sẽ tiếp tục có cái sự củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa các cái tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt bằng quét mã QR động. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch, cái chiến lược để mà phát triển các ứng dụng để có thể kết nối trực tiếp với người dân, tương tác trực tiếp với người dân, hỗ trợ trực tiếp cho người dân để tiến tới chúng tôi có thể triển khai cái việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho người dân trên các ứng dụng này. Theo kế hoạch số 97 KHUBNG, triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu đó là đối với dịch vụ thanh toán tiền điện, 95% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước, 90% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không dùng tiền mặt. Chính vì vậy, thời gian qua, các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Công ty cổ phần nước Quảng Ninh cũng là một trong những đơn vị dịch vụ đang tập trung đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Công ty đã phối hợp với ngân hàng thực hiện việc thanh toán trực tuyến với các hộ khách hàng sử dụng nước. Anh Hoàng Văn Sình, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cũng như đa số các khách hàng đã phấn khởi lựa chọn phương thức trực tuyến để thanh toán tiền nước hàng tháng. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo chỉ số sử dụng và số tiền nước phải thanh toán, anh Sình chỉ cần mở điện thoại để chuyển trả công ty số tiền nước mà gia đình anh đã sử dụng. Tôi thấy rất là thuận tiện khi mà có thông báo nộp tiền nước ấy, thì tôi có thể ở nhà hoặc là chủ động được thời gian đóng, không phải đến các cái địa điểm như trước đây nữa, mất thời gian và là phải xếp hàng, rất là tốn thời gian và là bất tiện cho nhất là người kinh doanh như tôi. Thì tôi có thể đóng ở trên các app ngân hàng thì rất là tiện lợi và không mất thời gian và nhanh chóng. Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã đi từng ngõ, gõ từng cửa, tuyên truyền hướng dẫn các khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến. Để đạt được cái mục tiêu của công ty nước đề ra là thực hiện 100% thanh toán không dùng tiền mặt, thì chúng tôi là những nhân viên ghi số thì cũng thường xuyên đến từng nhà để vận động khách hàng thanh toán qua app điện thoại hoặc là trích lợi tự động qua tài khoản ngân hàng. Khi mà chúng tôi tuyên truyền xong thì thấy là người dân là hưởng ứng rất nhiệt tình và thấy là đấy là một cái thuận tiện cho khách hàng không phải đi đến các điểm để nộp tiền nước nữa. Để ngày càng mang đến sự tiện lợi cho cả khách hàng, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã dần chuyển đổi phương thức phát hành hóa đơn giấy truyền thống sang phương thức hóa đơn điện tử, thanh toán trực tuyến. Đến nay đã có 100% khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử, 80% khách hàng thanh toán trực tuyến với công ty. Thực hiện kế hoạch số 37 của Ủy ban tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đổi số toàn diện, trong đó có mục tiêu là thanh toán không dùng tiền mặt. Thì trong năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cũng đã nỗ lực cố gắng tuyên truyền, vận động người dân, khách hàng thực hiện các cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Trong năm 2024 này, thì chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng tôi phối hợp với các ngân hàng, kênh trung gian xây dựng các ứng dụng thông minh, các cái tiện ích để cho người dân thuận tiện và thanh toán không dùng tiền mặt.
phấn đấu là chúng tôi sẽ đạt 95% cái lượng khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2024. Không chỉ ở thành phố, các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc giao dịch bằng phương thức thanh toán điện tử đang dần phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, cửa hàng. Tại khu chợ trung tâm của xã Đồng Ngũ, huyện Tiên Yên, các quầy hàng hầu hết đã được trang bị mã thanh toán QR, tài khoản ngân hàng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch hàng hóa đã dần trở lên phổ biến và quen thuộc với người dân và các tiểu thương. Mình không phải giao dịch bằng tiền mặt này, là mình cũng không cần phải đếm tiền này. Đấy, mà mình chỉ cần là đưa cái bảng để quét mã thì khách hàng đã có thể là trả tiền thanh toán cho mình rất là thành công và dễ dàng cho người bán hàng, mà cũng tiện lợi cho người mua hàng dễ sử dụng. Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số năm 2023, đến nay có 99% số thu ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục nghề nghiệp, trường đại học cao đẳng thanh toán không dùng tiền mặt. 100% các chợ trung tâm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán các khoản phí và thực hiện thanh toán hóa đơn điện, nước thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các hộ kinh doanh tại chợ đã thực hiện lập tài khoản ngân hàng, tạo mã QR code thông tin tài khoản chủ kiosk để có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử mà không cần dùng tiền mặt. Đã có 22 mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tạo mã QR code thanh toán miễn phí cho trên 2.000 hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ dân sinh. Để 100% người dân thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn về ý nghĩa và tiện ích và tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán đối với các khoản như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, mà thay vào đó là thanh toán điện tử qua các hình thức như thanh toán qua thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, qua thiết bị di động thông minh, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, cùng với những kết quả đạt được không dùng tiền mặt trong phát triển kinh tế số, sẽ là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số đạt 20% GDP và đến năm 2030, kinh tế số đạt 30% GDP của tỉnh.